Fly Random hân hạnh là nhà tài trợ vàng và đồng hành cùng bạn trên hệ thống của Random Football. Sau chuỗi thành tích ấn tượng khi bất bại trong năm 2024, cuối cùng Manchester United cũng đã trở lại mặt đất với trận thua 1-2 trước Fulham ngay trên sân nhà. Đây là một kết quả không quá bất ngờ nếu chúng ta theo dõi diễn biến tại nhà hát của những giấc mơ. Quỷ đỏ có thể đổ lỗi cho việc các trụ cột quan trọng bất ngờ dính chấn thương và những sự thay thế thì không thể mang lại chất lượng như sự kỳ vọng. Nhưng để một tập thể không có lối chơi rõ ràng hay phản ứng sau bàn thua là không thực sự mạnh mẽ, trách nhiệm sẽ phải thuộc về huấn luyện viên Erik ten Hag. Ông đã có nhiều quyết định không thật sự chuẩn xác, cũng như là quá bảo thủ với các sắp xếp nhân sự của mình. Để rồi, Manchester United không chỉ đứt mạch thắng, mà còn có nguy cơ đổ bể cả mùa giải khi không thể lọt vào top 4 nếu cứ giữ mãi lối chơi như vậy. Trước trận đấu với Fulham tại vòng 26 Premier League, đội chủ sân Old Trafford đã đón nhận hung tin khi hậu vệ trái Luke Shaw và tiền đạo Rasmus Højlund đều dính phải chấn thương. Đây là hai ngôi sao đang có phong độ rất cao trong thời gian qua, vì vậy sự mất mát này được dự báo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng trong việc triển khai lối chơi cũng như tìm kiếm đầu ra bàn thắng. Việc Shaw ú nằm xuống đã khiến Quỷ Đỏ không còn bất kỳ một hậu vệ trái nào, chính vì vậy, chiến lược gia người Hà Lan đã sử dụng Victor Lindelof để chám vào vị trí của số 23. Tuy vậy thì màn trình diễn của người băng trong thời gian qua là không ấn tượng và anh tiếp tục là nơi bị khai thác nhiều nhất của đội bóng khi Harry Wilson cùng với Timothy Castagne liên tục có những pha chồng biên khá ấn tượng. Nhiều người có thể thông cảm cho việc trọng dụng đội trưởng của đội tuyển Thụy Điển vì thực sự là chẳng còn phương án nào khả dĩ hơn vào lúc này. Đã có ý kiến cho rằng nên đẩy Diogo Dalot sang cánh trái và để Victor Lindelof sang cánh phải. Nhưng điều này chẳng khác gì phế đi cả hai, vì rõ ràng cựu sao Benfica là một trung vệ thuần và anh sẽ không thể đáp ứng yêu cầu khi chơi bên hành lang cánh. Còn với Diogo Dalot, anh đang làm tốt bên cánh phải, nhưng khi sang chơi ở phía đối diện, màn trình diễn tốt nhất của ngôi sao sinh năm 1999 cũng chỉ là tròn vai mà thôi. Chính vì vậy, khi mà Aaron Wan-Bissaka chưa thể trở lại, thì số 20 vẫn sẽ là nhân tố bên hành lang phải. Vì vậy, nếu có lựa chọn khác thì chỉ là việc để Sofyan Amrabat thi đấu ở vị trí hậu vệ trái như cách mà anh từng làm hồi đầu mùa giải mà thôi. Hàng phòng ngự thì có thể là trường hợp bất khả kháng, nhưng hàng công thì lại là một câu chuyện khác. Và cựu thuyền trưởng Ajax có khá nhiều lựa chọn để tạo nên bộ ba lĩnh sướng nhiệm vụ ghi bàn cho Manchester United. Rasmus Højlund là chân sút tốt nhất với 7 bàn thắng, và anh cũng là người đã nổ súng trong 6 trận liên tiếp vừa qua. Nhưng giờ đây, khi số 11 nằm, thì Marcus Rashford sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất ở vị trí tiền đạo cắm. Đúng là tiến sĩ chưa bao giờ thoải mái khi thi đấu ở vị trí này, nhưng khi mà đội bóng cần thì anh phải đáp ứng được yêu cầu, đó là nhiệm vụ bắt buộc. Còn cái tên thay thế Rashi chơi bên hành lang cánh lại là Omari Forson, một cái tên còn tương đối bất ngờ dù anh chẳng xa lạ với người hâm mộ. Tài năng sinh năm 2004 đã có được một kiến tạo ở mùa giải năm nay khi tạo điều kiện cho Kobbie Mainoo ghi bàn ở trận đấu với Wolverhampton. Nhưng so với người đồng đội tại Học viện Carrington, chàng trai mang áo số 62 chẳng thể sánh bằng. Anh đã được trao rất nhiều cơ hội hồi mùa hè vừa qua, thế nhưng màn trình diễn của Forson cũng chỉ ở dạng tiềm năng. Tuy vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag đã lý giải cho lựa chọn của mình trong trận đấu với Fulham. Tôi lựa chọn Omari Forson bởi vì cậu ấy xứng đáng ở vị trí đó. Gần đây, cầu thủ trẻ này đã thể hiện rất tốt. Trong nửa năm qua, cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ và cho thấy sự tiến bộ của mình. Khi vào sân trong trận gặp Wolverhampton và Newport County, Forson đã tạo ra một số tác động nhất định. Đây là một canh bạc của chiến lược gia người Hà Lan, thế nhưng người hâm mộ cũng không quá thắc mắc, bởi vì Anthony hay là Ahmad Diallo cũng không thi đấu nhiều trong thời gian qua. Và biết đâu, Omari Forson lại mang đến bất ngờ. Nhưng rồi thì lựa chọn này của thầy 10 đã không thành công khi mà tài năng 19 tuổi tỏ ra bị ngợp và anh không thể nào theo kịp diễn biến của trận đấu. Quả thực là để đá chính cho một trận đấu chính thức ở Premier League là vô cùng khó khăn và không phải tài năng trẻ nào cũng có thể làm được điều đó, như những gì mà Kobbie Mainoo đã thể hiện. Nhưng lựa chọn này của nhà cầm quân sinh năm 1970 cũng không mang đến nhiều tranh cãi, vì dẫu sao Omari Forson cũng là một cầu thủ đầy tiềm năng và những thử thách này sẽ giúp số tiền đạo trưởng thành từ Carrington cứng cáp hơn. Và để nói về trách nhiệm mà Erik ten Hag cần phải nhìn nhận lại,
Đầu tiên, đó là tuyến giữa liên tục bị khoét khi Casemiro cùng với Kobbie Mainoo liên tục bỏ quên cầu thủ đối phương. Đã có hai tình huống Alex Iwobi cùng với Andreas Pereira nhận bóng rất trống trải ở khu vực giữa sân và không có bất kỳ áp lực nào. Rất may là những tình huống dứt điểm cuối cùng của Fulham lại chưa mang đến bàn thắng. Nếu không thì Quỷ Đỏ có thể sụp đổ ngay từ 45 phút đầu tiên. Vấn đề này đã được nhìn nhận quá dễ dàng. Nhưng khi mà Casemiro dính chấn thương thì cựu thuyền trưởng Ajax đã tung vào sân Scott McTominay cùng với Christian Eriksen. Với việc để Mad Dog chơi như một trung phong cắm, Mười Khó đã xếp chú lính chì Đan Mạch trong vai trò của một cầu thủ lùi sâu kiến thiết lối chơi. Nhưng vấn đề này ngay lập tức bộc lộ ra, đó là thể trạng quá yếu ớt của cụ Sen đã khiến anh không có bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào thành công. Liên tục là những pha để mất bóng, chuyền hỏng cũng như đua tốc độ không thành công. Eriksen đã trở thành mắt xích phá vỡ phòng tuyến đầu tiên của đội bóng và đối thủ thì ngày càng thoải mái triển khai bóng. Từ đó, sức ép đổ dồn về Manchester United là rất lớn và hậu quả chính là bàn thua từ tình huống phạt góc, nơi mà Victor Lindelof đã không đoán đúng điểm rơi để cho Calvin Bassey thoải mái dứt điểm. Trước đó, tiền vệ vừa bước sang tuổi 32 cách đây ít ngày đã không thể bọc lót cho người băng và để cho Harrison Reed thoải mái đưa bóng vào trong cực kỳ khó chịu. Với việc Fulham sử dụng những cầu thủ đầy sức mạnh như là Alex Iwobi hay Sasa Lukic, chiến lược gia người Hà Lan nên lựa chọn Sofyan Amrabat để đảm bảo sự chắc chắn, đồng thời để cho Kobbie Mainoo thoải mái dâng cao hơn. Như vậy thì tuyến trên của Quỷ Đỏ sẽ có thêm nhiều cơ hội để gây sức ép lên đối thủ và cơ hội tìm kiếm bàn thắng nó đến rõ rệt hơn. Dù đã có màn trình diễn tốt ở mùa trước, nhưng ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là cụ Sen đã không còn đáp ứng được yêu cầu và để cho đội bóng gặp nhiều khó khăn sau những tình huống để mất bóng của mình. Đây chính là cái sai đầu tiên mà Ten Hag đã thực hiện. Vấn đề tiếp theo chính là hàng công. Nhìn vào màn trình diễn của Marcus Rashford cùng với Garnacho, liệu có ai dám tuyên bố là bộ đôi này đã chơi tốt trước Fulham hay có lý do gì để bào chữa cho cả hai? Xin thưa là chẳng có lý do gì cả. Một tiền đạo chơi cao nhất trên hàng tấn công như là tiến sĩ mà chỉ có 27 lần chạm bóng xuyên suốt hơn 90 phút cũng như nhận được có 19 đường truyền từ các đồng đội. Quan trọng hơn, Rashi quá lười di chuyển, pressing đối thủ cũng như gây áp lực lên hàng hậu vệ của Fulham. Thậm chí là khi để mất bóng, số 10 cũng chẳng có ý thức để giành lại quyền kiểm soát mà để đối thủ tạo ra đường phản công cực kỳ nguy hiểm. Nhìn hai cậu em Garnacho và Kobbie Mainoo chạy thục mạng về để hỗ trợ cho Andre Onana, trong khi tuyển thủ Tam Sư thì lững thững chậm chạp khiến cho rất nhiều khán giả nóng mắt. Chính những tình huống như vậy đã khiến cho Rashford mất điểm nghiêm trọng và anh thi đấu chẳng khác gì muốn cưa ghế của ông thầy mình. Nhưng chẳng hiểu sao Ten Hag thì lại không đưa ra sự điều chỉnh. Dẫu cho Anthony hay là Amad Diallo chưa đảm bảo để sẽ thành công, nhưng khi có một cầu thủ tinh thần rệu rã thì ông cần phải thay đổi. Nhưng mãi đến phút 80, sao mai người bờ biển Nga mới được tung vào sân, nhưng anh vào sân là để thay thế cho Kobbie Mainoo. Đồng ý là Manchester United cần bàn thắng, thế nên càng đông tiền đạo thì càng tốt. Nhưng đó là kịch bản khi mà Rashford vẫn còn có ích. Đằng này thái độ thi đấu như chấp người của tiến sĩ thì chỉ là gánh nặng cho toàn đội mà thôi. Nhìn cái cách mà Amad Diallo năng nổ, nhiệt huyết, tích cực tranh chấp dù thể hình nhỏ bé càng khiến cho sự thất vọng dành cho thầy 10 mà tiền đạo số 10 của ông cao hơn. Đúng là cựu sao Atalanta chưa thể mang lại hiệu quả, nhưng tinh thần chiến đấu là rất cao đã thúc đẩy các đồng đội quyết tâm hơn để hướng trái bóng lên phía trước. Một quyết định còn khó hiểu hơn gấp bội đến từ Erik ten Hag, đó là ông tung Anthony vào sân khi chỉ còn đúng một phút thi đấu. Và món quà sinh nhật đầy chua chát mà ông thầy người Hà Lan dành cho cậu học trò chẳng khác gì sự thương hại dành cho anh thay vì kỳ vọng giáo sư Soi Compa có thể tạo ra một điều gì đó khác biệt. Đã có những thời điểm, nhà cầm quân 54 tuổi thay người cực kỳ hợp lý và hay điều chỉnh chiến thuật phù hợp. Nhưng trong trận đấu với Fulham thì không như vậy. Ông đã thất bại với những lựa chọn của mình và khiến cho Manchester United công không được mà thủ cũng chẳng xong. Một trận thua toàn diện của đội bóng áo đỏ, dù cho ông vẫn ca ngợi tinh thần của các học trò sau trận. Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng và rồi đã có cơ hội thắng trận đấu, nhưng rồi đã để họ thoát bởi vì một cầu thủ đứng sai vị trí. Đó là tình huống đến từ một quả ném biên ở góc. Fulham là một đội bóng tốt, nhưng chúng tôi có thể áp sát quyết liệt hơn. Sau khi tìm ra cách xử lý vấn đề này thì toàn đội đã chơi khởi sắc và từ đó có những cơ hội rất tốt. Họ cũng có những cơ hội, nhưng trong hiệp 1 thì tôi thấy càng về cuối, Manchester United càng chơi tốt hơn. Chúng tôi khởi đầu chậm chạp ở hiệp 2 và mất Casemiro, điều dẫn tới việc bị thủng lưới.
Nhưng các cầu thủ có một niềm tin mạnh mẽ, quyết tâm dâng lên để tìm kiếm chiến thắng. Đó là bản lĩnh từ đội bóng này và thật tuyệt khi thấy điều đó. Để nói về tương lai của Erik ten Hag, vào lúc này thì là còn quá sớm khi mà Sir Jim Ratcliffe đã quyết định mọi chuyện sẽ diễn ra khi mùa giải năm nay khép lại. Có thể là nhiều người thông cảm khi danh sách chấn thương lại bắt đầu dày đặc sau một vài ngày ổn định với các trụ cột trở lại. Nhưng ở cuộc tiếp đón Fulham hay trước đó là Luton Town ở vòng 15, thầy 10 đã có nhiều quyết định không hiệu quả và ông cần nghiêm túc nhìn nhận lại mọi chuyện thay vì cứ bảo thủ với những gì mà mình đang làm. Hy vọng rằng chiến lược gia người Hà Lan sẽ giúp đội bóng cải thiện vào giữa tuần khi làm khách tại Nottingham Forest ở vòng 5 FA Cup, đấu trường cứu cánh cuối cùng của Man United. Hay thì khen, còn dở thì phải chịu trách nhiệm, và đó là một chuyện hết sức bình thường. Và với Ten Hag, điều quan trọng là nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và tận dụng tốt những quân bài mà ông có trong tay. Đừng để một vài nhân tố chơi tệ đá bay chiếc ghế mà ông đang quyết tâm giữ lại tại nhà hát của những giấc mơ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.